cuối cùng trước khi phán xét. Yêu nước, chống thực dân, đó không phải là tội. Trần Quang Hòa đã dùng chuông nhắc Lê Kỳ không trả nổi và kết án tử hình. Trước sự ép dịu bệnh vì Kỳ chưa đủ tuổi thành niên nên một lần họ phải cho Kỳ ở tuổi thêm 2 năm. Mới sang tuổi 19, họ đưa Kỳ ra cô đảo để thi hành án. Sáng hôm sau, họ đến Kỳ ra hành trình. Họ hỏi Kỳ có lời gì trước khi chết không? Tôi yêu cầu đừng bịt mắt tôi, hãy để cho mắt tôi nhìn thấy quê hương và đất nước tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Nói xong, Kỳ bắt đầu cất tiếng hát. Kỳ hát đi cung cao. Kỳ hát say sưa, không cần nghe tin chắc thắng, đọc lời đi hành án. Nên Kỳ thì nghe tên bộ trưởng hét lên một tiếng rằng: mục tiêu chuẩn bị. Kỳ mới dừng hát và Kỳ hét lên rằng: đã tạo chứng pháp Việt Nam một là 4 năm, Hồ Chủ tịch 4 năm. Chính tiếng hát của Kỳ làm cho những tên đau khổ này trùng tay xuống. Mãi tiếng súng rỡ ra, Kỳ chẳng thiên gian nhìn vào súng. Tên đội trưởng đã tiến súng vào tay Kỳ. Kỳ đã ngã xuống, trở lại với mặt đất quân đảo thân yêu. Vâng, xin được chúc mừng phần dự thi thành công của thí sinh Lữ Thị Thương đến từ liên đội trường tiểu học thị trấn Tân Lạc. Và tiếp theo xin mời thí sinh Hà Cảnh.